StockProX là phần mềm tốt nhất dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với rất nhiều ưu điểm vượt trội. Tín hiệu mua bán SPX cộng được sử dụng hiệu quả nhất khi thị trường uptrend, giúp nhà đầu tư mua giá tốt, bán giá cao đúng thời điểm, giúp thu lời tốt nhất từ khoản đầu tư. Cùng với hệ thống phát cảnh báo theo thời gian thực, top đột biến, lệnh cá mập giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội đầu tư nào. StockProX, công cụ số 1 dành cho mọi nhà đầu tư chứng khoán. StockProX đã có phiên bản web app và app store với tính năng tương đương nhau, dễ dàng tải xuống cho điện thoại cá nhân. Mua ngay phần mềm nhận mã giảm giá 15% trên Battlecry. Từ một trong những công ty phát triển trò chơi điện tử giàu tiềm năng nhất thế giới là cha đẻ, cha đỡ đầu của trên dưới 100 trò chơi, đã trở thành tuổi thơ, thành ký ức khó có thể phai mờ của biết bao con người trên khắp thế giới. Thậm chí còn được giới game thủ ca ngợi hết lời vì tinh thần làm việc không ngừng nghỉ cùng phong cách bán hàng rộng lượng, không so đo tính toán. Thế nhưng, chỉ từ một quyết định sai lầm, họ giờ đây đã bị biến thành cái máy in tiền không hơn không kém, bị tước hết mọi sự sáng tạo, bị ép phải bóp nặng tới cùng cực những di sản mà mình tạo ra. Và hơn hết là nỗi lo sợ lúc nào cũng có thể bị khai tử một khi đã không còn làm được việc. Vậy, từ tình cảnh hết sức thảm thương hiện nay của PopCap Game, những bộ mặt đáng ghê tởm nào của ngành trò chơi điện tử hay cả ngành công nghệ nói chung đang được phơi bày với tấm gương điển hình ở đây là những ông chủ của họ, Electronic Arts hay EA Sports. Chào mừng đến với Battlecry khám phá hãng game vì dân. Nghe thì có vẻ hơi hư cấu, thế nhưng đây thực chất đã từng là danh hiệu một thời mà nhà nhà, người người trên khắp thế giới dành để tung hô PopCap Game. Bởi lẽ tính đến thời điểm thành lập vào năm 2000 cho tới trước khi trao thân gửi phận cho ông lớn EA Sports vào năm 2011, hiếm có một công ty game nào lại có phong cách thiết kế game và phương pháp bán hàng cực kỳ tâm lý như PopCap Game đã từng làm. Điều này bắt nguồn từ việc những nhà sáng lập của công ty gồm 3 chàng trai trẻ là John Vertri, Brian Vitti và Jason Capaca. Nói không ngoa, đều là những tấm chiếu mới chưa trả sự đời ít lâu. Họ chính là đại diện của một thế hệ lập trình game vẫn còn cực kỳ dồi dào, hùng tâm tráng trí và rất trong sáng khi đứng trước biển lớn ngành game mà tắm nắng, mà đón ánh bình minh của thế kỷ 21. Kể từ tựa game đầu tiên đưa tên tuổi của họ nổi như cồn trên thế giới là Bejeweled vào năm 2001, chính là huyền thoại xếp kim cương của tuổi thơ chúng ta, PopCap Game đã biết được mình đã có được một may mắn trời ban. Bởi lẽ rằng hiếm có doanh nghiệp nào mới chỉ khởi nghiệp trong khoảng một năm mà đã có thể hoàn thiện được văn hóa, được phong cách làm việc và sản phẩm về lâu về dài. Theo đó, từ thành công của xếp kim cương, game của họ sẽ đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc, đó là dung lượng nhẹ, dễ thao tác và phù hợp với mọi lứa tuổi. Thế nhưng vẫn phải đảm bảo độ khó. Tôn chỉ làm game của PopCap thường chú trọng vào yếu tố nguyên thủy nhất của trò chơi điện tử kể từ khi nó được ra đời, đó là giải trí. Với đội ngũ nhân sự ít ỏi trong tay, PopCap Game thường không đâm đầu vào những thiết kế đồ họa quá đỗi tinh vi để người chơi phải trầm trồ, cũng không quá phức tạp trong lối chơi với hàng tá các tổ hợp phím, hay là phải xây dựng những cốt truyện khổng lồ với cơ man những tầng lớp bài học như các ông lớn vẫn thường làm. Thay vào đó, PopCap sản xuất những tựa game chú trọng vào mục đích thư giãn đầu óc sau những giờ làm việc căng thẳng, hoặc chỉ đơn giản là giết thời gian rảnh rỗi. Điều này được thể hiện ở việc đại đa số game của PopCap từng phát hành chơi bằng chuột. Đồ họa trong game của họ thì đa phần dùng những nét vẽ 2D đơn giản. Hiếm lắm thì có series Amazing Adventure là dùng lối vẽ 2.5D và 3D. Nhờ hai đặc trưng kể trên nên game của PopCap rất nhẹ dung lượng. Mọi loại máy tính từ tận thời Tống, Thanh nào đó vẫn có thể chơi mượt mà không bị giật lag. Cốt truyện trong game của PopCap thường khá đơn giản, hoặc thậm chí như là các game xếp kim cương, cá lớn nuốt cá bé thì gần như là không có. Nhiều game trong số đó như Dynamite, Bắn Trứng Khủng Long hay Bookworm, Mỏ Sách còn khéo léo lồng ghép thêm tính chất giáo dục. Nét vẽ trong các game này cũng hết sức là trong sáng, theo phong cách của hoạt hình cartoon của Âu Mỹ. Và một công đôi việc, một mặt, phong cách thiết kế này của PopCap có khả năng chiều lòng được phổ người dùng rất rộng lớn, từ các em nhỏ cho tới người lớn tuổi. Mặt khác, nó cũng giúp game của hãng
dễ dàng vượt qua được các vòng kiểm định khắt khe, để lúc nào cũng được ưu tiên xếp vào danh sách game cho mọi lứa tuổi. Nhờ đó mà rào cản tiến ra thị trường của game PopCap trong những năm đầu thế kỷ 21 là gần như bằng không. Họ có thể vô tư thoải mái tiếp thị sản phẩm ra thị trường cho mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, mọi nơi, mọi lúc, mà không sợ bị bất cứ một cơ quan nhà nước nào sờ gáy vì các vấn đề như là cổ suý cho những hành động bạo lực hay phạm pháp một cách công khai, hoặc là làm suy đổi đạo đức xã hội, đánh mất thuần phong mỹ tục như lo lắng của nhiều đài truyền hình. Thế nhưng game dễ quá thì chơi mãi cũng chán. Các nhà lập trình của PopCap Game biết được điều đó, thế nên cũng khéo léo cài cắm thử thách để hành người chơi. Đặc sản quen thuộc nhất trong số đó phải kể tới độc chiêu nâng độ khó mỗi khi lên level, như giảm thời gian qua màn, tăng nhiều đối thủ, thiết kế những bản đồ thi đấu ngày một khoai hơn. Thế nên không phải vô cớ mà hồi trước có kha khá game như Cá Lớn Nuốt Cá Bé, Bắn Trứng Khủng Long, Zuma, v.v. lại thường được các vận động viên thể thao điện tử lựa chọn để làm các trò chơi luyện phản xạ, học cách tính toán thời gian trong thi đấu. Tổng hòa lại, với tất cả những nỗ lực và cố gắng kể trên, trong suốt 11 năm đầu thế kỷ 21, PopCap Game đã dần trưởng thành từng bước với mức tăng trưởng ước tính từ 8 tới 12% một năm và năng suất trung bình là 10 game một năm. Thế nhưng cái vốn quý nhất mà họ có được đó là việc trở thành một trong những công ty game được yêu quý nhất thời điểm đó. Từ các máy tính trong nhà của mọi người dân, tới những trường học, bệnh viện hay công sở, không một máy nào là không thấy có game của PopCap. Chẳng nói đâu xa xôi, kiểu gì khi vào phần game offline ngay tại các cửa hàng net vẫn có, hay trong các lớp dạy tin học của Việt Nam hồi những năm 2000-2010 cũng có game Xếp Kim Cương, Bắn Trứng Khủng Long hay Cá Lớn Nuốt Cá Bé. Và tới hiện tại thì gần như không có một chuyên trang nào có thể tính được chính xác là có bao nhiêu lượt tải game của hãng này, bởi vì số lượng tải lậu là quá lớn. Trước vấn nạn này, PopCap Game lại liên tục ghi nhận một số điểm cực lớn trong lòng công chúng khi cho phép người chơi được tải game miễn phí một số tựa game ngay trên trang web chính chủ của họ. Đồng thời thì họ cũng không có động thái kiện tụng, mè nhèo đối với những người đã tuồn game lậu của họ ra ngoài. Điều này thì lại vô hình càng khiến cho các tên PopCap vươn tầm toàn thế giới. Sự yêu quý của game thủ cũng vì vậy mà nhân lên gấp bội. Thậm chí, hai đặc trưng là chơi trên mọi hệ máy, mọi nền tảng hệ điều hành nhằm phục vụ những món ăn tinh thần ngon mà vẫn phải hay, cùng nhiều nguyên tắc sản xuất game của họ đã trở thành khuôn vàng thước ngọc, định hình nên dòng game phổ thông Casual Game. Điều này có nghĩa rằng PopCap Game đã trở thành một kẻ xây dựng luật chơi chính hiệu. Đây rõ ràng là một nền móng quá tốt để họ vươn mình trở thành một thế lực của ngành trò chơi điện tử. Thế nhưng thương trường thì lại không có chỗ cho những kẻ lương thiện. Tất cả đã bị phá nát bởi một nước đi sai lầm. Nước đi sai lầm gửi chứng cho ác điểu EA. Năm 2009, PopCap Game nổ ra quả bom tấn bất hủ Plants and Zombies. Chỉ sau có một năm ra mắt, game này đã đạt mốc 1,5 triệu lượt tải trên toàn cầu, lọt top các tựa game bán chạy nhất trong năm 2009 và 2010. Plants vs Zombies đặc biệt đã thành công trên ứng dụng tải phần mềm App Store của Apple khi đã bán được hơn 300.000 bản trong 9 ngày đầu tiên và tạo ra tổng doanh thu hơn 1 triệu đô. Nó đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 về doanh thu và số tiền thu được từ một trò chơi điện tử trên thiết bị di động. Tính đến tháng 4 năm 2016, 9 triệu bản đã được tải xuống trên iOS. Hoa quả nổi giận cũng nhờ vậy mà gặt hái vô số đề cử và danh hiệu danh giá của làng game như Golden Joystick Award 2010 tại hai hạng mục là trò chơi điện tử của năm và trò chơi được tải về nhiều nhất năm, hạng mục trò chơi phổ thông hay nhất tại International Mobile Gaming Award, v.v. Thế nhưng, ẩn đằng sau vô vàn những hoa thơm quả ngọt đó lại là nỗi lo vô hạn của những nhà lãnh đạo. Bởi lẽ sau thành công vang dội này, PopCap Game đã thực sự trở thành một thương hiệu tầm cỡ toàn cầu. Đây lại là điều mà họ chưa thực sự sẵn sàng, bởi lẽ cơ cấu điều hành vẫn thiếu hàng tá các phòng ban chuyên trách cho một doanh nghiệp quốc tế đích thực như là quản lý tài chính, đại diện truyền thông, hoạch định chiến lược dài hạn, v.v. Và chỉ chờ có vậy, chú dê non PopCap đã bị gã thuần hóa EA Sports đánh hơi được sơ hở. Lập tức,
hàng loạt những chào mời, săn đón đã được gã khổng lồ thành phố Redwood giăng ra để dụ dỗ John Vertrie và các cộng sự của ông đồng ý ký vào biên bản sáp nhập. Mức giá 1,3 tỷ đô la, cao nhất mọi thời đại, dành cho một cuộc sáp nhập ở ngành game thời điểm bấy giờ. Cộng với những lời hứa hẹn là sẽ giữ nguyên bộ máy ban đầu, theo PopCap làm những phần việc đang dang dở ở trên. Tất cả đã khiến PopCap nhắm mắt đưa chân vào hào môn ngày 30 tháng 6 năm 2011 trong sự bất ngờ và có phần nào đó là lo sợ của giới sảnh game. Và quả nhiên, ngay khi sáp nhập PopCap, EA đã hiện nguyên hình là một gã tư bản chẳng hơn chẳng kém, với ý đồ muốn biến PopCap thành cái máy vắt sữa tội nghiệp khi yêu cầu phải cho ra tiếp hậu bản của Hoa Cỏ Nổi Giận, mặc kệ những ý tưởng mới của công ty con. Lập tức, một cuộc chiến nội bộ giữa PopCap Game và EA đã nổ ra, giữa những cán sự cốt cán vẫn theo đuổi những giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu của PopCap trước đó, và ban lãnh đạo của EA muốn khai thác triệt để những di sản mà công ty đã từng có để mà kiếm tiền. Và rồi, do đã rơi vào thế há miệng mắc quài, PopCap cứ dần bị lép vế và đánh mất chính mình. Ngày 21 tháng 8 năm 2012, PopCap buộc phải sa thải 50 nhân viên ở chi nhánh Bắc Mỹ để dọn đường cho việc chuyển đổi nền tảng phổ biến sản phẩm sang trò chơi di động. Đặc biệt, trong số ấy có Georgie Fan, cha đẻ của chính Hoa Quả Nổi Giận. Ngày 24 tháng 9 năm 2012, chi nhánh PopCap ở Dublin, Ireland cũng ngừng hoạt động để thu hẹp phạm vi sản xuất. Ngày 15 tháng 8 năm 2013, phần 2 của tựa game Hoa Quả Nổi Giận đã chính thức ra mắt trên nền tảng điện thoại di động, đi cùng với những thành công ngoài mong đợi khi đạt lần lượt là 15 triệu và 25 triệu lượt tải chỉ sau 5 và 10 ngày đầu ra mắt, cùng vô số những giải thưởng. Người ta cũng dần nhận ra một sự biến chất tới đáng sợ của PopCap. Hãng không còn giữ được tôn chỉ miễn phí tới cùng mà mình đã từng theo đuổi. Thay vào đó là một loạt các cơ chế nhằm bắt người chơi phải chi tiền nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh, như là nâng cấp cây trồng, mua các loại cây độc lạ, mua hòm đồ để kiếm về vật phẩm, v.v. Và đây chính là cơ chế microtransaction, tức là các giao dịch vi mô mua vật phẩm, nhân vật trong game, mà giới game thủ từng ghét cay ghét đắng, miệt thị, đó là pay to win, mua để chiến thắng, hay hút máu. Biến chất thì đã chớ, giữa thượng tầng EA và PopCap còn thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn về việc PopCap thì muốn bảo vệ công thức đã làm nên thành công của họ. Hiển nhiên, đứng trước tiêu chí là sẵn sàng miễn phí, tránh xa việc móc túi game thủ để đổi lấy các chiến thắng, đời nào mà EA chấp nhận được. Và thế là sang năm 2014, ba cột trụ chống trời của hãng là John Vertrie, Brian Fetti và Jason Campala lần lượt rời đi, không kẹt, không trống. Thậm chí, đến cả bài viết cảm ơn mà EA còn keo kiệt tới mức chỉ viết cho mỗi Vertrie thì đủ biết cuộc chiến căng thẳng này tới mức nào rồi đấy. Đến khi này, PopCap Game biết mình đã chọn sai nền văn minh thì đã quá muộn. Với bản thành tích bất hảo của ông chủ khi từng khai tử tới 14 hãng game sau khi sáp nhập, những thành viên còn lại của hãng cũng đang phải chạy ngày chạy đêm, làm việc bục mặt để cho ra phần Hoa Quả Nổi Giận bà, trong nỗi lo sợ chính mình sẽ có thể bị đuổi việc, đứa con tinh thần sẽ bị giải thể bất cứ khi nào. EA giờ thì tha hổ vắt sữa tới cùng kiệt từng chút mật ngọt của Hoa Quả Nổi Giận để vét vào cái túi tiền vô đáy của mình. Chính Hoa Quả Nổi Giận cũng vì thế mà mất hết bản chất ban đầu, từ một tựa game 2D miễn phí, dễ chơi, nhẹ nhàng cho các dòng máy, đến khi các phần game Garden Warfare ra lò vào các năm 2014 và 2016, người ta chỉ trông thấy một Hoa Quả Nổi Giận tuy công phu về mặt kỹ xảo khi được vẽ trên nền đồ họa 3D, thế nhưng cũng đã trở thành một cái máy in tiền với cơ chế pay to win ngày một tàn khốc hơn. Chúng ta thấy gì từ tấm gương này? Máu tham hễ thấy hơi đồng là mê. Câu thơ kiều này có lẽ đã mô tả chính xác những gì mà ông lớn EA đã làm trong suốt những năm đầu thế kỷ 21. Vì tiền, họ khiến một trong những hãng game từng được rất nhiều người yêu quý như PopCap trở thành một cô gái Hà Lan, phải chăm chỉ vắt sữa
từ cái hào quang rực rỡ một thời mang tên hoa quả nổ giận để cầu mong được tha mạng. Vì tiền, EA chẳng ngại còn khiến game thủ phải ngao ngán, thậm chí là tức sôi máu với những mưu mô kiếm tiền khiến giá trị ganh đua, giải trí của các game giảm sút. Thay vào đó, game đã trở thành một cái chợ chuyên buôn bán vật phẩm để giúp người chơi thắng lợi. Tóm lại là vì tiền, EA đã khai sinh ra hai phương pháp kiếm tiền cực kỳ xấu. Một mặt là khiến game thủ tức điên vì microtransaction đã bị biến tướng tới mức thành pay to win, thành hút máu. Mặt khác, họ khiến cả ngành game mất đi tính sáng tạo với việc chỉ chăm chăm tạo ra các hậu bản của các tựa game đã tạo được tiếng vàng với một cách gọi dân dã là vắt sữa. Không chỉ khai sinh ra hai biện pháp kiếm tiền đáng ghét ở trên, EA còn khai sinh ra thêm một thứ nữa cực kỳ tàn độc, đó là mua để diệt. Theo đó, cứ hễ thấy có một đơn vị khởi nghiệp nào vừa mới cho ra một sản phẩm đang có được sự đón nhận của cộng đồng là ngay tức khắc một chồng tiền cộng với những lời hứa hẹn, những đãi ngộ sẽ được răng ra để chào mời các đơn vị này sáp nhập. Rồi sau đó, EA sẽ không ngần ngại mà gây xung đột hoặc là khéo léo giao ra những deadline khủng khiếp để hành hạ. Kết quả tốt thì không sao, chứ nếu dở thì sẽ phải đóng cửa và đuổi việc hết. Minh chứng cho tấm gương hùng hồn này thì ngoài PopCap, EA đã từng mua để diệt tới 14 công ty game khác, dù cho có một số là bị mua trước thời của John Ricciardiello trị vì. Thế nhưng tính đến lúc bị diệt thì tất cả đều do một tay ông này tất. Trong số này, có nhiều công ty đã ghi dấu ấn đẹp trong lòng game thủ vì đã cho ra nhiều tựa game rất hay như New FX với series NBA Street, Pandemic Studio với series Star Wars Battlefront, Westwood Studio với Command and Conquer. Vậy thì ai đã khiến EA hóa thành con quỷ của làng game như hiện tại? Không ai khác, chính là John Ricciardiello. Khi điều tra lý lịch, nhiều người đã phải bất ngờ khi hóa ra ông này là dân kinh tế. Cụ thể, đó là John là thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California. Con đường tập sự của ông ta toàn là ở các tập đoàn không liên quan gì tới công nghệ như là Pepsi hay Clorox chuyên về đồ gia dụng, Wilson chuyên về đồ thể thao hay Sara Lee về thực phẩm. Thành ra, khi về làm cho EA vào tháng 10 năm 1997, ông này đã bị nhiều người trong giới lập trình game rất ghét vì cái máu con buôn và chẳng biết một chữ lập trình game nào cả. Để rồi, đúng như dự đoán, John đã khiến EA trở thành kẻ phản diện trong làng game chỉ vì cái thói ham tiền. Không những vậy, ông này còn không ngần ngại mà gây chiến với giới làm game và chơi game khi nhiều lần không che giấu tham vọng làm game vì tiền của mình. Không những sẵn sàng gọi những nhà lập trình là những kẻ ngốc. Trong một cuộc họp cổ đông vào năm 2011, khi bị chất vấn về vấn đề móc túi của người chơi quá đà trong tựa game Battlefield con cưng của hãng này, John còn không ngần ngại mà tuyên bố: "Hãy thử tưởng tượng nếu bạn đang chơi Battlefield khoảng 6 tiếng đồng hồ và rồi hết đạn. Khi đó, nếu được yêu cầu trả $1 để nạp đạn, thì tôi cam đoan rằng bạn sẽ không cảm thấy khó chịu lắm, vì đơn giản rằng số tiền bỏ ra thực sự rất nhỏ so với thời gian đã bỏ ra để chơi game." Và thế là khiến cả nàng game nổi giận, lao vào mạt sát không tiếc lời. Thế nhưng, mặc cho sự phản đối ngày một lên cao, ông này vẫn cứ mặt dày, chẳng ngại khiến game của EA thành một cái máy hút tiền tự động. Quá nhiều tựa game của hãng dù hay, nhưng do bị cài cắm quá nhiều cơ chế microtransaction mà bị hóa thành bom xịt, từ con cưng hóa thành con ghẻ của giới game thủ, bị ghét cay ghét đắng. Đơn cử như với series game giả lập cuộc đời The Sims đã gây dựng nên tập đoàn, John dùng nhiều chiêu trò để cho ra bản khởi đầu với một mớ thiếu sót. Sau đó thì EA đã tung ra hàng tá các bản cập nhật mở rộng, viết tắt là DLC, để ép game thủ muốn được trải nghiệm game đầy đủ nhất thì phải xì tiền ra. Mọi thứ lên tới đỉnh điểm khi hãng phát hành phần 4 và phần 5, lắm các lỗi game như là méo mó hình ảnh, giật lag đã chớ. Các bản cập nhật DLC lại càng khiến những ai đã trung thành với tựa game này ức chế khôn tả với quá nhiều cái cực kỳ vô lý như là chó mèo, đi học đại học, cưới hỏi, thời tiết mà cũng phải xì tiền ra mua. Hậu quả là bản game gốc có giá $19.99. Thế nhưng nếu tải DLC về để chơi game mượt hơn
ít nhất số tiền phải bỏ ra rơi vào khoảng hơn 700 đô. Vâng, thế này thì chả khác gì lừa đảo. Và điều tai hại hơn là từ con bệnh khát tiền EA, một loạt các thương hiệu sản xuất và phát hành trò chơi điện tử khác như Activision, Blizzard, Bethesda cũng đã học theo EA để đưa các cơ chế kiếm tiền đáng ghét kia vào game của mình. Thế nhưng khủng khiếp nhất là độc chiêu mua để diệt hiện còn đang được nhiều ông lớn trong lĩnh vực công nghệ học tập và sử dụng. Thậm chí, trường hợp của Mark Zuckerberg với Meta thì còn vươn lên tầm bậc thầy của quá chiêu này. Xét rộng ra, dù phải chấp nhận một thực tế rằng ai làm ra sản phẩm thì cũng phải để bán để kiếm tiền. Người ta có tiền thì người ta mua công ty con. Đó đương nhiên là cái lẽ hiển nhiên ở thương trường. Thế nhưng, làm ra sản phẩm rồi tìm cách để khiến người chơi phải trả thêm hàng mớ chi phí để có trải nghiệm hoàn thiện nhất theo những cách cực kỳ vô lý, rồi còn dùng tiền để tạo ra những viên đạn bọc đường nhằm tìm cách cướp ý tưởng một cách có hệ thống, sau cùng là tiêu diệt các đơn vị khởi nghiệp có khả năng sẽ vươn lên và đe dọa mình trong tương lai, thì đây rõ ràng là kiểu kiếm tiền, làm ăn và cạnh tranh hoàn toàn không lành mạnh. Không chỉ gây nên sự phẫn nộ rồi quay lưng dần của người dùng, nó còn trực tiếp khiến lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực cần sự sáng tạo và đa dạng ý tưởng cực kỳ lớn, đã dần bị độc tài hóa trong tay các ông lớn. Độc tài thường tương đương với duy ý chí, mà duy ý chí thì hiển nhiên là chỉ trong một tương lai ngắn thôi, nền công nghệ của thế giới chắc chắn sẽ có nguy cơ bị chứng lại và dần thụt lùi, một khi những tư duy lãnh đạo đó không còn theo kịp thời đại.